chào các bạn. Clip này chúng ta sẽ cùng vẽ Tuxedo mặt nạ nhé. Cậu ấy là người luôn theo sát và giúp đỡ bí mật cho thủy thủ mặt trăng đấy. Những lúc nhóm chiến binh thủy thủ lâm nguy thì Tuxedo thường xuất hiện với đặc trưng là bộ đồ đen và một nhành hoa hồng nhé. Chúng ta sẽ cùng vẽ Tuxedo mặt nạ ha. Đầu tiên, chúng ta sẽ vẽ khuôn mặt cho cậu ấy. Vẽ phần tóc phía trước mặt. Vẽ phần mặt nạ nha. Và miệng. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ chiếc nón quen thuộc của Tuxedo ha. Tay. Tiếp theo chúng ta sẽ vẽ phần cổ và thân trên. Cậu ấy đang bận một bộ đồ vest màu đen. Bên trong có chiếc áo màu trắng và cài nơ nữa nhé. Tiếp theo chúng ta vẽ phần tay áo. Một tay cậu ấy giơ lên, cầm bông hoa hồng nhé. Bông hoa hồng cũng là vũ khí giúp Tuxedo diệt trừ thế lực hắc ám đấy. Chúng ta vẽ phần tay áo còn lại. Vậy là xong rồi. Chúng ta cùng tô màu thôi. Trang phục của Tuxedo mặt nạ có màu đặc trưng là màu đen, nhưng mà lúc này mình sẽ dùng màu xanh dương để tạo những phần bóng
cho trang phục. Ta dùng màu đen tô phần còn lại. Tiếp theo chúng ta tô màu tóc. Và chiếc áo. Chúng ta dùng màu đỏ tô cho hoa hồng nha. Và mặt trong của chiếc áo choàng cũng có màu đỏ. Đầu tiên sẽ dùng màu cam tô phần bóng lược và dùng màu đỏ đậm để nhấn lại phần đậm hơn.
Phần nút áo thì có màu vàng nhé. Chúng ta tô màu da cho phần khuôn mặt, cổ. Và dùng màu đậm hơn để tô những phần có bóng đổ đậm nhé. Là xong rồi. Chúc các bạn vẽ Tsuido mặt nạ thật là đẹp nhé. Hẹn các bạn ở clip sau.